Tháng 6, những hành trình trong một cuộc chiến không ngừng nghỉ. 8 trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội lớn tại Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. PSD đã có mặt liên tục nơi các học viên đang đấu tranh chống lại sự lệ thuộc vào ma túy. Người ta chỉ xấu xa hư hỏng dưới đôi mắt giáo hoành của phường Ích Kỳ. Nước mắt là tấm kính biến hình vũ trụ. Với mảnh đời lầm lỡ nơi đây, một câu chuyện chung cho biết bao số phận lầm lỡ, chỉ cần mỗi chúng ta dừng lại giữa cuộc sống bộn bề, sát cánh và lắng nghe sẽ nhận ra trăn trở, lo âu, mặc cảm, hối hận và cả sự kỳ vọng cho con đường hoàn lương trong lời chia sẻ nghẹn ngào. Thời gian vẫn không ngừng chảy trôi, gấp gáp và lạnh lùng trên cuộc đời của mỗi con người. Và chỉ cần một chút sa ngã, ta sẽ mất đi những khoảng thời gian quý giá ấy. PSD mong muốn các học viên sớm trở về, tái hòa nhập với cuộc sống, cũng như xóa bỏ kỳ thị với người nghiện ma túy còn tồn tại trong suy nghĩ của bộ phận xã hội. Mỗi buổi giao lưu là chia sẻ của ông Lê Trung Tuấn từ chính cuộc đời mình, đi từ trái tim tận hiến đến trái tim các học viên của từng trung tâm đang cai nghiện. Chia sẻ kinh nghiệm của chính người chiến thắng ma túy thành công trong tái hòa nhập với cộng đồng của trung tâm PSD đã giúp cho các học viên thắp sáng hy vọng, tìm nẻo về tươi sáng cho bản thân. Những gì đã làm dường như vẫn còn quá ít ỏi và chưa bao giờ là đủ để dừng cuộc chiến dai dẳng này. Tuy nhiên, chuyến đi không mệt mỏi bằng cả sự nhiệt huyết như thế này sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để chúng ta đẩy lùi ma túy ra khỏi tương lai của xã hội. Một PSD sẽ không thể thành công nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội không chung tay góp sức cho một trận chiến chưa bao giờ khoan nhượng. Không bao giờ muộn cho ước muốn quay về cuộc sống tươi đẹp. Vì vậy, hãy sát cánh cùng PSD giúp những người nghiện ma túy biến ước mơ thành hiện thực.